Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, ngày 22 tháng 12 năm 2021 và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, ngày 22 tháng 12 năm 1989, ngày 22 tháng 12 năm 2021. Sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang quân khu 5 nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của quân khu đối với thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và các mặt công tác khác. Bí thư Thành ủy cũng tin tưởng lực lượng vũ trang quân khu và Đà Nẵng cũng như các địa phương trên địa bàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của mỗi địa phương. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và chúc mừng những kết quả khởi sắc của thành phố đạt được trong năm 2021. Tin tưởng thành phố nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng sẽ tiếp tục có bước phát triển mới trong thời gian đến.